đâu muốn may hết yếu. Anh này là anh Lê Trung Dũng 319178. Nói rau muống không phải thiết yếu nè. Anh xác nhận giùm em đi, em gọi về bên công ty chứ không gì hết. Rồi. Ê. Anh đại úy mà anh đi hỏi thượng sĩ là anh thấy anh. Anh vậy nó chả rau muống. Đó. Anh xác nhận giùm em gọi về công ty thôi chứ không có gì hết. Muốn đâu phải thiết yếu đâu. Thì anh cứ nói rau đi. Rau không phải hàng thiết yếu. Nó cái rau gì vậy đi. Thì anh nói rau muống không phải hàng thiết yếu được rồi. Mà anh chở rau gì? Rau muống. Thì anh chở đi đâu? Chở đi giao nhiều nơi lắm. Tiên Tú là sáng là ổng phó xã lên là ổng cho chở đi muống á. Cây cầu hết á. Anh là xã Tân Thạnh Đông đúng không? Anh này nói là anh đại úy Lê Trung Dũng nói rau muống không phải hàng thiết yếu nè. Mã quét không anh? Đó, anh quét thoải mái đây. Quét đó, anh quét đi. Hẹn nó tới ngày 1 tháng 8 nha. Giấy này là do bên sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp nha. Quét rồi.